Rồi, hello, xin chào anh chị em. Rồi, xin chào anh chị em. Rất vui lại gặp được anh chị em trong buổi tối thứ năm ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng ta có món gì? Hôm nay anh em chúng ta có món, đó là món Canon G1000. Em Canon G1000 này là bị hiện tượng. Đây, màn in lúc tôi nhận máy về đây, anh em nhìn nhá, nó chỉ có màu đen thứ nhất, thứ hai nữa đây là có cái vệt này, anh em nhìn thấy trên này. Cái trường hợp cái vệt này nhá, là khả năng phần lớn là bị hỏng đầu phun, chết màu đen rồi. Và con này là tôi cũng đã dùng cái lệnh phun điện tử một lần rồi. Bây giờ quay lại video để anh em chúng ta cùng xem, để làm sao nếu mà gặp thì các bạn có thể xử lý cái trường hợp tắc đầu phun thôi nhé. Đây là tôi chỉ nói chuyện trường hợp tắc đầu phun thôi, còn trường hợp mà đầu phun của nó đã bị hỏng thì bây giờ tôi sẽ in ra một cái bản thì tôi sẽ chỉ cho anh em là nó bị hỏng như thế nào nhé. Đây, tôi vào mục từ zoom to lên đây nha, nhìn cho rõ nha. Đây nha, vào mục làm check này. Đây, đây làm check. Sau đó anh em chọn mục print. Ok. Nếu như mà vạch màu nhá, như ở bên bên tay trái của anh em mình nhìn là ok, bên phải là đang kém. Rồi, đây. In đây nhá. Đó, đây. À, báo cáo anh em. Đừng như tôi nói chuyện ban đầu. Đó là các bác vạch màu thì đều là ok hết nhá, còn riêng màu đen này, anh em nhìn này. Đấy. Đây này, nó bị xước này, anh em nhìn sẽ thấy rõ hơn. Trường hợp như này thì rất khó nhé, trừ khi bác nào cái thật sự cao thủ thì bác ấy mới xử lý được. Đây là cái công tắc nguồn nhé, tôi mở cái này lên là tôi phải chèn vào đây này. Bây giờ tôi mở cái này ra, đưa cái đầu phun ra nhé. Bỏ qua đi. Quan trọng nhất là hướng dẫn anh em một cách để mà in test, đúng không? Đó, sau khi anh em in test này nhá, mà nó bị mất màu, đây mất màu như này, anh em in test, sau khi anh em in test nhé, in in test page mà nó chỉ có ra là nó không ra màu đen, à nhầm nhầm nhầm, nó không ra một màu. Thì đây, ở trên đây nhá, anh em để ý giúp tôi này, tôi tắt này đi. Anh em nhìn nhá, đây là có cái mục này in, zoom to lên để cho anh em nhìn rõ hơn nhá. Đó, đây anh em nhìn này, cái con trò chuột tôi đang để vào này, in root này, anh em tích vào nó này. Đó, sau đó anh em chọn ok này, ở đây nó sẽ ra một cái bảng nhá, start này. Bây giờ tôi đang cần màu đen thôi, đúng không? Màu đen nó đang bị lỗi mà, thì tôi tích vào đây. Còn nếu như mà anh em bị tất cả các màu thì vào sẽ vào tích vào on. Còn nếu màu không thì anh em tích vào color. Bây giờ tôi đang cần màu đen, tôi tích vào start, tôi chọn ok. Ok tiếp. Đó. Đây, quay lại với máy.
bây giờ nó chỉ có hết một màu đen duy nhất chứ nó không hết các màu còn lại. Cái nói thêm với anh em là cái trường hợp mà bị màu như thế này là thường thường cũng như là kinh nghiệm của tôi cũng như là một số anh em làm trong lĩnh vực máy in phun lâu rồi thì đều nói là trường hợp này là cái xác suất được xử lý được rất khó. Trừ mấy bác ở trong trong Nam thì thấy các bác ấy nói là có thể mở ra mở đầu phun rồi các bác cái lại gá lại được. Thế thật là em cũng chưa tôi cũng chưa 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 chưa, chưa thử. Đang quá trình này đang hít đầu phun nhé anh em. Tất cả khách hàng mà bên mực in Minh Khuê chúng tôi làm thì chúng tôi đều có một cái nguyên tắc từ trước tới giờ rồi, đó là chúng tôi chỉ làm khi nào khách hàng đồng ý cũng như là chúng tôi báo giá cho khách, khách hàng đồng ý thì chúng tôi cũng làm, kể cả trong quá trình chúng tôi làm cho khách hàng rồi thế nhưng mà khách hàng không đồng ý chúng tôi cũng vui vẻ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là chính sách bảo hành của bên chúng tôi ấy. Chúng tôi sẽ có mực và chúng tôi sẽ lỗi là một đổi một, một luôn cho khách hàng. Anh em bên Minh Khuê mà đi làm mà có hôm trước mà ví dụ giả sử đổi mực thay trong là in nó bị lỗi, mà mực nó lỗi không không thể tận dụng được nữa rồi mà anh em vẫn thay trống để cho khách hàng là Minh Khuê sẵn sàng thu hồi lại trống và mực. Đó là chính sách của Minh Khuê. Ngoài ra chúng tôi còn có cung cấp dịch vụ về cài đặt sửa chữa máy tính, máy photo cũng như là cung cấp máy mới, máy cũ trong quá trình mà anh em đi làm chữa nó có vấn đề gì cũng như là cần linh kiện thì anh em cứ qua ô 9 lô 5 đến thứ hai đây là với anh em ở Hà Nội, còn anh em ở ngoại thành thì inbox qua số Zalo của tôi là tôi có ghi ở dưới mục bình luận ở bên dưới.
bạn cho anh em. Màu đen vẫn Nguyễn Y Vân, không có cái sự thay đổi gì cả. Bây giờ tôi in test đi, print test page. Vì màu đen như này là chúng ta không thể nào cải thiện được rồi. Tôi sẽ chọn cái chế độ in chậm, full store. Tôi đang để chế độ in chậm nha anh em. Với cái trường hợp mà đầu full như này, anh em chỉ có mỗi một cái lựa chọn, đó là để chế độ in chậm. Đây, để chế độ in chậm như nào. Đây, tôi lại quay lên trên này cho anh em nhìn nhá. Đây. Anh em kích chuột này, chọn Print Property này. À, sau đó anh em vào cái mục Advanced này, đặt mặc định cho nó luôn đi. Xong rồi vào cái mục đây, Print, anh em cứ nhìn theo chuột chúng tôi là được. Xong anh em vào cái mục Main, chọn chế độ 2. Đây, 2. Sau đó anh em chọn Apply. Cẩn thận ở đây, cái này anh em để chọn photo này, là in ảnh ấy. Ok, apply tiếp. Đây anh em để lên 2. Apply. Ok. Và sau đó anh em in. In bản nữa đi. Rồi. Anh em lại quay lại với lại bên dưới này nhá. Đây rồi, đằng sau có tờ giấy trắng chắn đẹp rồi. Đây nhá, đây là chế độ in in chậm này. Tí nữa tôi sẽ chọn một cái in in nhanh để anh em nhìn là nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Rồi, bây giờ tôi chọn một cái in nhanh luôn nhé, không quay lên nữa nhà tôi. Bỏ cái lệnh này đi. Đây, đây là bạn này là in, in nhanh này. Và tiếp tục hãy đây là in chậm. In chậm. Đây, đây là in nhanh nha anh em. Để anh em nhìn đây là có cái sự khác nhau chưa. À, đây, đây là tôi in in chậm này. Đây là tôi để chế độ in nhanh này. Đó.
Em nhìn thấy nó khác nhau chưa? Đó. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn cũng như là chia sẻ anh em xử lý con máy in full màu F, in full màu Canon G1010 tình trạng là bị phì đầu full màu đen. Đó. Rồi, nếu anh em cảm thấy video hay và có ý nghĩa thì xin anh em cho một đăng ký kênh và một like để ủng hộ anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo. Rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha, 12 giờ hơn rồi ạ.